tin sáng 11 tháng 5. Quân đội Ukraine bắn rơi trực thăng Ka-52 của Nga. Thủ tướng Romania trả lời về việc chuyển hệ thống Patriot cho Ukraine. Thụy Điển sẵn sàng khai triển vũ khí hạt nhân trong trường hợp chiến tranh. Tổng thống Israel, nếu Hamas không trả lại con tin, Israel không bao giờ có thể toàn vẹn. Mỹ, Trung Quốc gặp nhau ở Geneva để thảo luận về AI cao học viên Pháp Luân Công ở Anh kỷ niệm ngày 13 tháng 5. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng thứ 3 ngày 14 tháng 5 của DKN Thời sự. Sau đây sẽ là nội dung chính của bản tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo lực đoàn cơ giới độc lập số 47, hôm 13 tháng 5, quân đội Ukraine đã bắn rơi trực thăng Ka-52 của Nga. Loại máy bay này còn được gọi là ca sấu. Thông báo viết, các bạn ơi, tin tuyệt vời, các binh sĩ của lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 đã bắn hạ một chiếc trực thăng Ka-52 Alligator của Nga. Theo quân đội, chi phí của một chiếc máy bay cánh quạt như vậy là 16 triệu USD. Tuyên bố trong dịch vụ báo chí của lữ đoàn cho hay. Cảm ơn các chiến sĩ của sư đoàn hỏa tiễn và pháo phòng không vì công việc của họ chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Vào ngày cuối cùng, ngày 13 tháng 5, lực lượng vũ trang Ukraine đã tiêu diệt thêm hơn 1.700 quân Nga. Tổng cộng, tổn thất về nhân sự của Moscow kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine lên tới khoảng hơn 484.000 binh sĩ, 31 xe tăng bị tiêu diệt. Hôm 11 tháng 5, Ukraine đã bắn rơi một máy bay tấn công Su-25 của Nga. Trong tuần qua, quân Nga đã mất hơn 8.000 binh sĩ và hơn 1.300 thiết bị vũ khí. Trong một động thái khác, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Enzo Tiva tỏ ra nghi ngờ nghiêm trọng về việc nước này sẽ chuyển giao hệ thống phòng thủ Patriot cho Ukraine. Điều này đã được tuyên bố bởi Thủ tướng Romania Marcel Sialoku hôm 13 tháng 5. Đồng thời, Thủ tướng Sialoku nói thêm rằng, ông không thảo luận về việc chuyển giao hệ thống Patriot với Tổng thống Klaus Iohannis. Ông Cialoku nói, Ba Lan, Đức và Romania là ba quốc gia có hệ thống Patriot. Ở đất nước chúng tôi, theo hiến pháp, người chỉ huy tối cao của quân đội là Tổng thống Klaus Lohannis. Sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng thống, tôi vẫn chưa có bất kỳ cuộc đàm phán nào với ông. Thủ tướng Sialoku nói thêm rằng, Bộ trưởng Quốc phòng nước này thực sự không muốn trao hệ thống này, một trong những hệ thống lẽ ra phải được chuyển giao cho Ukraine. Theo ông, các quyết định sẽ được đưa ra cùng với Tổng thống Romani. Thủ tướng nói thêm, tôi tin chắc rằng chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sáng suốt nhất liên quan đến Romani. Trước hết là một quyết định đúng đắn. Để viện trợ giúp trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, Đức tuyên bố chuyển giao một hệ thống phòng không Patriot khác. Ngoài hệ thống của Đức, dự kiến Mỹ cũng có thể cung cấp cho Ukraine một hệ thống. Sáng kiến này được Đức hỗ trợ tích cực. Trước đó, Ukraine đã nhận được hỏa tiễn cho hệ thống Patriot từ Tây Ban Nha và các đồng minh phương Tây khác. Và Tổng thống Romani, Klaus Iohannis tuyên bố rằng sẵn sàng thảo luận về việc đưa hệ thống Patriot tới Ukraine. Chuyển sang thông tin khác, Thủ tướng Thụy Điển Al Christensen cho phép khả năng đặt vũ khí hạt nhân ở nước này trong trường hợp chiến tranh. Theo truyền thông hôm 13 tháng 5, ông nói, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, các quốc gia dân chủ ở khu vực của chúng ta trên thế giới tất nhiên phải có khả năng tự vệ trước những quốc gia có thể đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông nói thêm rằng, tất cả tư cách thành viên của Thụy Điển trong NATO và toàn bộ lực lượng phòng thủ của Thụy Điển đều nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng như vậy. Thủ tướng nhấn mạnh nếu Ukraine là thành viên NATO thì đã không bị nga tấn công. Bộ quốc phòng nga tuyên bố bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc tập trận liên quan đến sử dụng vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ đã đáp trả những lời đe dọa của Điện Kremlin. Đặc biệt, tòa bạch ốc khuyên nhà độc tài nga nên rút quân khỏi Ukraine nếu lo ngại phương Tây viện trợ quân sự cho Kyiv. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Viện nghiên cứu chiến tranh Hoa Kỳ cho rằng Moscow thường sử dụng những lời đe dọa như vậy để buộc phương Tây chấm dứt viện trợ quân sự cho Kyiv. Đồng thời, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Litva, Gabrielius Lambergis, tin rằng ông Putin đang bị bợm về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Chuyển sang tình hình tại Trung Đông Israel sẽ chỉ có thể hàn gắn vết thương từ ngày 7 tháng 10, một khi các con tin bị bắt cóc ngày hôm đó được thả ra khỏi nơi giam cầm. Tổng thống Isaac Herzog nói sau khi đặt vòng hoa tại lễ tưởng niệm cấp nhà nước hàng năm dành cho các nạn nhân khủng bố ở núi Herzog. Ông nói: "Sự phục hồi này cần thiết đối với tất cả chúng ta, với tư cách là một quốc gia và một đất nước, không chỉ nhắm tới tương lai xây dựng của chúng ta mà còn là việc tái thiết hiện tại. Và hiện tại của chúng ta sẽ không trọn vẹn, vết thương của chúng ta sẽ không lành cho đến khi tất cả các con tin trở về. Những người anh chị em yêu quý của chúng ta, những người đang gặp nạn và bị giam cầm." Ông nói: "Ngày 7 tháng 10 là vụ tấn công khủng bố tàn khốc nhất trong lịch sử nhà nước Israel." trong đó toàn bộ gia đình đã buộc phải chia ly một cách tàn nhẫn cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 là cuộc tấn công vào quyền và chủ quyền của chúng ta trên quê hương chúng ta tại quốc gia duy nhất của chúng ta Israel phát biểu trước gia đình các nạn nhân ông Herzog nói vai trò của chúng tôi vai trò của toàn thể người dân Israel là hỗ trợ các bạn tất nhiên điều này cũng áp dụng trong nhiệm vụ đạo đức sâu sắc đối với những người sống sót sau các hành động thù địch và khủng bố cũng như đối với tất cả những người bị ảnh hưởng về thể chất và tinh thần, đang cần sự hỗ trợ, trợ giúp, đồng hành, nguồn lực, kiến thức và sự chăm sóc từ tất cả mọi người. Chúng ta đang cố gắng khôi phục và trở lại cuộc sống. Chuyển sang những thông tin khác. Hôm nay 11 tháng 5, đại diện của Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gặp nhau tại Geneva, Thụy Sĩ để thảo luận về các mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất. Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc sẽ không phải là chủ đề đàm phán ngay cả khi họ sẽ thảo luận về các vấn đề giảm thiểu rủi ro liên quan đến công nghệ mới. Một đại diện cấp cao của Mỹ nói với các phóng viên trước cuộc họp đối với câu hỏi về cuộc thảo luận liên quan đến vũ khí hạt nhân rằng Đây là cuộc họp đầu tiên thuộc loại này. Vì vậy, chúng tôi dự kiến sẽ thảo luận về toàn bộ các rủi ro, nhưng chúng tôi không muốn đưa ra phán đoán trước về bất kỳ chi tiết cụ thể nào. Quan chức này cho biết, việc Bắc Kinh khai triển nhanh chóng khả năng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực dân sự, quân sự và an ninh quốc gia thường làm suy yếu an ninh của Hoa Kỳ với các đồng minh. Đồng thời cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán sẽ cho phép Washington truyền đạt trực tiếp mối quan ngại của mình. Một quan chức cho biết, nói rất rõ ràng, các cuộc đàm phán với Bắc Kinh không tập trung vào việc thúc đẩy bất kỳ hình thức hợp tác kỹ thuật hoặc hợp tác nghiên cứu xuyên biên giới nào về bất kỳ vấn đề nào, và chính sách bảo vệ công nghệ của chúng tôi là không thể thương lượng. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tăng gấp 4 lần mức thuế đối với ô tô điện Trung Quốc và tăng mạnh phí đối với các ngành công nghiệp trọng điểm khác. Chính quyền ông Biden đã thu hồi giấy phép xuất khẩu cho phép Intel và Qualcomm cung cấp cập nhật chất bán dẫn cho Huawei. Trong một thông tin khác, Thưa quý vị, trước thềm sự kiện trọng đại của các học viên Pháp Luân Công ở London, Anh, đã xuất hiện cực quang tráng lệ vô cùng hiếm, vốn thường chỉ được nhìn thấy ở vòng Bắc Cực. Trưa ngày 11 tháng 5 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công trên khắp nước Anh đã tập trung tại thủ đô London để kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5, kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra trên thế giới và chúc mừng sinh nhật nhà sáng lập Pháp Luân Công. Họ đã tập trung trước Viện Kiến trúc Hoàng gia ở London, đối diện Đại sứ quán Trung Quốc ở London để tổ chức hoạt động diễu hành. Cuộc diễu hành bao gồm các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, mô hình thư pháp Đại Pháp, tên nữ bay, chống đàn áp, đội chống lưng, múa lân và các đội hình khác. Đoàn diễu hành đi qua phố Dragon nhộn nhịp nhất ở trung tâm London. Một lượng lớn người đi bộ dừng lại dọc đường và các phương tiện di chuyển chậm chạp. Mọi người lấy tờ chân tướng từ các học viên pháp luân công và nhiều người lấy điện thoại chụp ảnh, ghi hình. Một số thậm chí còn đứng bên đường và học theo các động tác trong các bài công pháp của các học viên pháp luân công. Các học viên pháp luân công đã tổ chức một cuộc họp báo tại quảng trường Trafalgar. Người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Anh Rosemary lần đầu tiên có bài phát biểu bà nói. Hôm nay chúng ta tập trung ở đây để kỷ niệm 25 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tâm linh cổ xưa trong trường phái Phật gia, kết hợp thiền định và các bài tập nhẹ nhàng với triết lý đạo đức tập trung vào chân, thiện và nhẫn. Sau đó, bà Rosemary giới thiệu với công chúng rằng, vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã công khai giảng dạy môn tu luyện này ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Trong 7 năm tiếp theo, pháp Luân Đại Pháp đã lan truyền đến hơn 30 quốc gia và thu hút hàng triệu học viên. Trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu vào năm 1999, các học viên trên khắp thế giới đã chọn ngày 13 tháng 5 là ngày pháp Luân Đại Pháp thế giới để tưởng nhớ nguyên lý của môn tu luyện Phật gia giữ đời thường và thúc đẩy tự do tín ngưỡng. Ngày nay, người tu luyện pháp Luân Đại Pháp có mặt ở hơn 100 quốc gia trên thế giới. Bà Rosemary cho biết ý nghĩa của ngày pháp luân đại pháp thế giới không chỉ ở bản thân môn tu luyện, sự kiện sẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim các học viên trên toàn thế giới và có tác động sâu sắc đến toàn thể nhân loại. Bà nói: "Chúng tôi tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, mọi người sẽ nói đây là một ngày có ý nghĩa toàn cầu. Tất cả chúng ta hãy tưởng nhớ đến ngày này." John Dee, chủ tịch hiệp hội những người bạn pháp luân công châu Âu đã phát biểu và bày tỏ sự đánh giá cao cũng như sự tôn trọng đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói, ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm 32 năm, ngày nhà sáng lập Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Ngày nay trùng với ngày sinh nhật của Ngài và được coi là một cột mốc quan trọng trong lịch sử loài người được tổ chức trên khắp thế giới. Ông nói thêm rằng, Pháp Luân Công khuyến khích mọi người tuân theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Kể từ ngày đó, hàng triệu người ở Trung Quốc và trên thế giới, bao gồm cả tất cả mọi người ở đây, ngày nay đã vô cùng xúc động trước các nguyên lý của môn tu luyện này. Pháp Luân Đại Pháp hiện có khoảng 100 triệu người theo học trên khắp thế giới. Mọi người đều biết ơn nhà sáng lập vì sự sáng suốt và trí tuệ tuyệt vời của ông trong việc cứu nhân loại. Học viên Đại Pháp Lương Vân Hương đã học Pháp Luân Công lâu năm. Bà bắt đầu tu luyện ở Bắc Kinh vào tháng 4 năm 1998. Khi nhớ lại lần đầu đắc Pháp, bà không khỏi cảm thấy tràn ngập cảm xúc. Bà chia sẻ, lợi ích là người học sẽ học cách sửa mình theo pháp, làm những gì đại pháp yêu cầu và từ bỏ những suy nghĩ xấu, chẳng hạn như tâm lý tranh cãi, đánh nhau, phàn nàn, ghen tị. Bà nói thêm, sư phụ yêu cầu các đệ tử chúng ta phải trở thành người tốt cho dù chúng ta ở đâu. Tôi nhận thấy rằng trong quá trình thực hành chân thiện nhẫn, tâm trạng của tôi trở nên vui vẻ và tôi luôn mỉm cười, tấm lòng luôn cởi mở, niềm vui đến từ tận đáy lòng tôi. Vibhav Mudegolder, một học giả y khoa đến thăm Ấn Độ, đã kể câu chuyện khi nói về cơ hội đắc được pháp luân đại pháp. Mudegolder có một người họ hàng học pháp luân công. Anh từng nhìn thấy người đó tập bài công pháp từ năm khi còn nhỏ. Sau đó, Mudegolder được người họ hàng tặng hai cuốn sách là pháp luân công và Chuyển pháp luân. Mudegolder đã đọc hết sách, nhưng lúc đó anh chưa bước vào tu luyện. Năm 2023, khi Mudegolder đang làm việc trong phòng cấp cứu ICU sự ngắn ngủi và mong manh của sinh mệnh khiến anh cảm thấy bất lực anh bắt đầu khám phá ý nghĩa của cuộc sống anh bắt đầu tiếp xúc với yoga và bắt đầu thử tập pháp luân công cuối cùng anh đã quyết định học pháp luân công tu luyện pháp luân công đã mang lại những thay đổi lớn cho cơ thể và tinh thần của moda gauder anh chia sẻ khi còn học đại học anh thường uống quá nhiều rượu nghiện internet và thất bại nhiều lần cai nghiện những thói xấu đó đã biến mất chỉ sau một đêm anh không còn uống rượu và nghiện internet nữa Mudekoder muốn nói với các nhân viên y tế ở Trung Quốc rằng Là bác sĩ, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm cứu sống và chữa lành những người bị thương, đồng thời có nghĩa vụ phục vụ nhân dân, chứ đừng nghĩ đến việc góp phần làm điều ác. Việc thu hoạch nội tạng trên cơ thể còn đang sống không nên xảy ra. Thật là tội lỗi khi nghĩ đến điều này, rằng các bác sĩ Trung Quốc tham gia thu hoạch nội tạng từ người sống. Tôi cảm thấy rất buồn và đau đớn. Rất nhiều người tốt đã bị bức hại và chết ở Trung Quốc. Là bác sĩ, chúng ta phải có trách nhiệm và đạo đức với nghề. Buổi họp báo cũng đọc thư chúc mừng của một số quan chức Anh, trong đó có Thủ tướng Rishi Sunak. Trước đó, ngày 10 tháng 5 tại London, mọi người hiếm khi được nhìn thấy cực quang tráng lệ vốn thường chỉ được nhìn thấy ở vòng Bắc Cực. Có thể nhìn thấy khung cảnh như vậy trên trái đất thực sự là một trải nghiệm hiếm có. Những người nhìn thấy nó đã lên mạng xã hội để chia sẻ những bức ảnh về cực quang, khiến nhiều cư dân mạng khen ngợi và ngạc nhiên. Văn phòng Mess giải thích rằng đây là một vụ phun trào khối lượng lớn ở vành nhật hoa, sau đó leo thang thành một cơn bão điện tử cực mạnh. Các nhà khoa học gọi cực quang này là sự phóng đại của khối vành CME. Thuật ngữ cực quang xuất phát từ tiếng Latin. Nhiều dân tộc có truyền thuyết về cực quang trong thần thoại La Mã, Aurora là nữ thần bình minh. Không có từ cực quang ở Trung Quốc cổ đại, các tên dân gian cho cực quang chủ yếu dựa trên các hình dạng khác nhau của chúng. Trước đó, nhiều phương tiện truyền thông chính thức ở Trung Quốc đưa tin rằng những người đam mê thiên văn học đã chụp ảnh hiện tượng cực quang màu đỏ thẫm hiếm có trong lịch sử ở quận Môn Đầu Câu và ở những nơi khác của Bắc Kinh, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa cư dân mạng, thậm chí còn đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo. Một số cư dân mạng cho rằng hiện tượng thiên thể này là điểm xấu đối với Trung Nam Hải và cho thấy sẽ có chuyện lớn xảy ra ở Trung Quốc. Kính thưa quý vị, bản tin sáng của dkn thời sự đến đây là kết thúc chúc quý vị một ngày mới luôn vui vẻ lạc quan và hạnh phúc hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo